có nên dùng khăn ướt để tẩy trang? Bạn đọc đã có hỏi dùng khăn ướt thay vì nước tẩy trang khi tẩy lớp trang điểm có khiến da bị kích ứng và nổi mụn hay không? Về câu hỏi của bạn được bác sĩ Lê Vi Anh, khoa da liễu thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn như sau. Khăn giấy ướt có chứa chất paraben, chất tạo bụi và các chất bảo quản, có thể gây tình trạng kích ứng da, dị ứng, nổi mẩn ngứa, viêm da. Ngoài ra, chất cồn trong loại khăn này khiến da thô ráp hơn, làm mất đi độ ẩm nếu da nhiều dầu. Sử dụng khăn giấy ướt có thể gây mất cân bằng lượng dầu tự nhiên trên da. Tuy nhiên, khi trang điểm nhẹ, bạn có thể dùng khăn giấy ướt để làm sạch da nhanh. Để chọn loại khăn dành cho da nhạy cảm và chất lượng tốt để tránh cảm giác làm da bị châm chích, hoặc có cảm giác còn vướng sợi sau khi sử dụng. Khi lau, bạn nên bắt đầu từ giữa khuôn mặt và hướng ra ngoài, lực lau nhẹ nhàng tránh chà sát, không bỏ sót vùng chân hay là đường viền hàm khiến lớp dầu tích tụ gây mụn trướng cá và lão hóa da. Trường hợp da nhạy cảm, da nhờn, da khô ráp, đang có vết thương hở hay là mụn trướng cá đỏ, viêm da tiếp xúc, dị ứng hoặc là kích ứng viêm da cơ địa thì không nên sử dụng khăn này, tuyệt đối không chà sát mạnh khi lau mặt. Hóa chất trong khăn ướt cũng có làm cho da bị tổn thương và lão hóa nhanh chóng hơn. Hạn chế dùng loại khăn có mùi, nên dùng loại chiết xuất tự nhiên như từ lô hội, hoa hồng, thảo dược, trên nhãn ghi đầy đủ thông tin về nhà sản xuất, ngày sản xuất, hạn dùng, thành phần. Da bị mụn, dị ứng, viêm nhạy cảm thì không nên dùng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.